Cả nhà đổi đời giàu to, nếu ngày mùng 1 tháng 12 âm lịch thắp hương vào 2 giờ hoàng đạo này, 100 tỷ cầm tay ăn Tết cực giàu. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, thắp hương là một cái nét đẹp văn hóa truyền thống không thể thiếu trong các dịp lễ Tết dỗ chạp, ngày rằm, ngày mùng 1. Đó. Cái nén hương được thắp lên thì mọi người cảm thấy ấm lòng hơn. Nén hương lúc này nó không còn là cái hàng hóa bình thường nữa. Nó đã trở thành một cái sản phẩm tinh thần không thể thiếu của người dân Việt Nam. Đây cũng được xem là một trong những cách đốt vía được sử dụng rộng rãi trong cái đời sống của người Việt. Tuy nhiên thì không phải ai cũng biết cái việc thắp hương trong cái ngày rằm ngày mùng 1, ngày lễ Tết dỗ chạp là vào cái giờ nào cho đúng. Đấy, họ không biết là chúng ta nên thắp hương vào giờ nào để được tài lộc như ý, tiền vàng kéo vào ầm. Nếu chọn được giờ tốt mà thắp hương ấy thì hợp thời hợp mệnh với tuổi gia chủ thì công việc sẽ được thuận lợi hanh thông. Và cầu gì thì được nấy. Và quý vị đã biết ý, cái ngày mùng 1 tháng 12 âm lịch nó là cái ngày mùng 1 cuối cùng của năm 2023, năm Quý Mão. Vậy nên đây cũng là một cái dịp để mình tỏ cái lòng thành kính, tỏ cái lòng biết ơn đến các đấng bề trên đã phù hộ trong suốt một năm vừa qua được may mắn. Đây cũng là dịp để chúng ta bày tỏ cái sự biết ơn là và gì trả ơn các vị, đó, tạ lễ với các vị. Để gì cầu mong sang năm mới hoặc là sang cái tháng cuối cùng của năm được hanh thông thuận lợi, mọi việc được suôn sẻ và may mắn. Đó. Quý vị đã biết ấy, cái nghi thức dâng hương là một cái tập tục, là một cái tập quán mà hầu hết người dân châu Á, bất kể cái lứa tuổi nào và sống ở đâu cũng đều biết đến. Thắp hương đã đi vào cái đời sống văn hóa tín ngưỡng của người dân Việt Nam như một cái nét đẹp văn hóa truyền thống gần gũi và vô cùng là linh thiêng. Dù không phải là mê tín dị đoan nhưng mà trong tâm thức của mọi người châu Á thì đều tin rằng cái nén hương khi mà được thắp lên cũng như là cái một nhịp cầu nối vô hình, kết nối giữa hai cái thế giới hữu hình và vô hình lại với nhau. Tuy nhiên, về mặt tâm linh thì có người vẫn còn hiểu một cách mơ hồ, nhất là cái việc ý nghĩa của việc dâng hương đó, theo truyền thống của ông bà. Đó. Và tiếp theo sau đây thì chúng ta sẽ cùng tiến hành đến cái công việc chọn ra những cái giờ tốt để chúng ta thắp hương trong cái ngày mùng 1 tháng 12 âm lịch. Vậy thì trong cái ngày mùng 1 tháng 12 âm lịch, ngày mùng 1 cuối cùng của năm 2023 thì chúng ta nên thắp hương vào giờ nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, nói chung ấy, thắp hương vào giờ nào để tỏ lòng thành kính, để được tổ tiên thần Phật phù hộ độ trì, cầu gì được nấy. Và ngay sau đây, Tử Thông sẽ tiếp tục chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái cách thắp hương ở nhà chuẩn và những cái điều đại kỵ khi mà thắp hương. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thì đầu tiên chúng ta cùng nói về cái tư thế thắp hương. Gia chủ cần phải sắp xếp các lễ vật cúng dâng một cách là gọn gàng trên bàn thờ gia tiên, rồi mới bắt đầu thắp hương. Khi cắm hương thì gia chủ cũng gì cần phải chú ý về cái tư thế, về cái phong thái của bản thân, cần phải trang nghiêm, không vội vàng và phải cực kỳ là cung kính. Đặc biệt cái khoảng cách giữa người đứng và cái vị trí của bát hương ấy không được quá xa cũng không được quá gần, nó phải vừa đủ để chúng ta với tay dâng hương, cắm hương lên, đúng không ạ? Các bạn cần phải cẩn trọng, nhẹ nhàng, lại không được gì làm rơi hoặc là gãy hương. Nên cắm hương thẳng. Nếu mà thắp nhiều hương thì gia chủ cũng cần phải tách riêng hương để không bị bốc cháy. Và bây giờ chúng ta cùng tiếp tục quay lại với cái chủ đề. Đó, quay lại với chủ đề là trong ngày mùng 1 tháng 12 âm lịch thì chúng ta nên thắp hương vào giờ nào để được may mắn và tài lộc. Quý vị đã biết ấy, cái ngày rằm và cái ngày mùng 1 ấy, là hai ngày mà thì sẽ có những cái giờ tốt thắp hương khác nhau. Và là cái ngày mà để quý vị có thể cầu mong cái sự tài lộc. Còn trên bàn thờ thần tài ấy, thì cái ngày mùng 10, mùng 10 cũng là cái ngày cầu vía thần tài. Tuy nhiên khi thắp hương thì gia chủ cũng cần phải nói rõ về cái tên tuổi của mình đó, và các thành viên của gia đình. Kế đến là gì, đến địa chỉ, đến ngày tháng năm sinh cả âm lịch và dương lịch của ngày hôm đó. Cuối cùng là các bạn cầu khấn những cái điều mà mình mong muốn về sức khỏe, cầu tài lộc, cầu duyên, cầu bình an, và khấn các vị bề trên để được phù hộ độ trì, giúp cho một năm thuận buồm xuôi gió, làm ăn thì tấn tới tài lộc đó. Và ngay sau đây chúng ta cùng xét về cái ngày mùng 1 tháng 12 âm lịch. Ngày mùng 1 tháng 12 âm lịch nó là ngày Giáp Tuất. Ngày Giáp Tuất nhá. Đó. Vậy thì trong ngày mùng 1 tháng 12 âm lịch chúng ta sẽ cùng xét xem là nó có những cái ngày tốt nào, giờ tốt nào để chúng ta tiến hành công việc thắp hương. Thì quý vị có thể tham khảo theo trang 127 nhá của quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư. Ngày Tốt Toàn Thư trang 127 để chúng ta cùng tìm hiểu về những cái giờ tốt để chúng ta tiến hành công việc thắp hương, cũng như là giờ tốt làm mọi việc cho được hanh thông và thuận lợi. Thì quý vị cũng có thể tham khảo thêm cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư nhé, để chọn ra cho mình những cái giờ tốt và ngày tốt tiến hành mọi việc cho được thuận lợi, suôn sẻ và hay thông. Thì quý vị đã biết ấy,
cái ngày mùng 1 tháng 12 âm lịch ngày Giáp Tuất này nó sẽ rơi vào ngày 11 tháng 1 dương lịch năm 2024. Và ngày mùng 1 đó là ngày Giáp Tuất. Ngày Giáp chúng ta có thiên can là Giáp, can là Giáp và chi là Tuất. Tức là Giáp Mộc khắc Tuất Thổ, tức là can khắc chi. Đó. Vậy nên là gì? Nó là một cái ngày là trung bình, nó là ngày chế nhật. Nạp âm của ngày mùng 1 ngày Giáp Tuất này nó là Sơn Đầu Hỏa. Nó kỵ các tuổi là Mậu Thìn, Canh Thìn. Ngày thuộc hành hỏa thì khắc hành kim, và đặc biệt các tuổi là Nhâm Thân và Giáp Ngọ thuộc hành kim nhưng mà không sợ bị khắc. Ngày Tuất, Tuất thì chúng ta biết Tuất lục hợp với Mão, đúng không? Và tam hợp với Dần, Ngọ để thành tam hợp hỏa cục. Tuất thì xung với Thìn, đúng không? Tuất hại Dậu, đúng không? Và hình Mùi, hại Dậu phá Mùi. Tuyệt Thìn, đúng không? Tam sát thì kỵ ba tuổi là Hợi, Mão, Mùi. Và trong cái ngày Giáp Tuất, ngày mùng 1 tháng 12 âm lịch nó có trực. Nó có trực là trực thâu nhá, trực thâu. Và có sao Cát là cái sao Giác trong cái bộ Nhị Thập Bát Tú. Đó. Và trong cái thời gian này này, mùng 1 tháng 11 âm lịch đó thì nó là cái tiết tiểu hàn. Tiết tiểu hàn nó khởi từ ngày mùng 6 tháng 1 thì đến cái ngày 11 này, 11 dương lịch ấy, thì nó vẫn là thuộc cái tiết tiểu hàn. Đó. Như vậy dựa vào các thông tin về các sao chiếu mệnh cũng như là các thần sát thì chúng ta cũng nắm được về cái cát hung của ngày. Từ đó chúng ta sẽ có những cái cơ sở luận đoán về cái giờ tốt nó chính xác nhất. Tử Thông cũng tiếp tục chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cát thần và hung thần trong cái ngày mùng 1. Thì cái ngày mùng 1 nó có các cát thần đó là Nguyệt Không, Thanh Long, Thiên Xá, Thánh Tâm, Thất Thánh, Thần Tại, Tứ Tướng và Đại Hồng Sang. Đó, Đại Hồng Sang rất tốt cho việc cưới hỏi đấy. Tiếp theo có hung thần trong cái ngày đó là gì? Hung thần có Bất Phong, Cửu Khổ Bát Cùng, Hoang Vu, Hoàng Thiên Chu Tước, có gì? Hình Ngục, Kê Hoãn, Nguyệt Hình, Nguyệt Hư, Ngũ Quỷ, Nhật Lưu Tài và Phản Chi, Quả Tú, Quỷ Cách, Tam Bất Phản, Thiên Cương, Thủy Ngân, Tội Hình, Tứ Đại Kỵ. Cái ngày Tứ Đại Kỵ thì chúng ta kỵ gia thú đó. Có Xích Tổng Tử, có Địa Phá, đó. Đó là những cái cát thần và cái hung thần trong ngày. Vậy thì dựa vào cái cát thần và cái hung thần trong ngày này thì chúng ta sẽ gì? Tìm ra được những cái giờ nào xung khắc, giờ nào tốt, giờ nào xấu. Và bây giờ nhá, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nhé. Thì quý vị hãy mở cái quyển sách Ngày Tốt Tuần Thư. Ngày Tốt Tuần Thư trang 127 thì chúng ta có cách chọn giờ tốt, đúng không ạ? Thì trong cái ngày Giáp Tuất, trong ngày Giáp Tuất thì quý vị có thể mở trang 129 nhá, thì nó sẽ là ngày tốt ngày Giáp Tuất này. Thì nó có không giờ, đúng không ạ? Ngày Giáp Tuất thì nó khởi đầu tiên ấy thì là giờ Giáp Tý. Theo cái ngũ thử độn ấy. Ở trong giờ Giáp Tý này thì nó có các sao. Như là có Thiên Lao, có La Thiên Đại Tiến, có Thủy Tinh, có Tỷ Kiên. Nói chung ấy, giờ Tý là một khung giờ xấu nhá, quý vị không nên dùng. Tiếp theo giờ thứ hai chúng ta xét là giờ Sửu. Giờ Sửu thì nó có gì? Có Huyền Vũ, có Thiên Cương, có Cổ Mộ Sát, có Thiên Ất Quý Nhân, có Thái Âm. Nhưng mà nó cũng là một cái giờ xấu nhá, nhiều hung tinh chúng ta cũng không dùng được. Tiếp đến chúng ta xét đến, quý vị mở trang 130 nhá, nó sang trang bên rồi. Đến giờ thứ ba là giờ Bính Dần. Giờ Bính Dần thì có nó có Nhật Lộc, có Hỷ Thần, đấy. Có Phúc Tinh Quý Nhân, có Tứ Đại Các Thời, có Tam Hợp, đấy. Có Hỷ Thần, có Ngũ Phù, có Nhật Lộc, có Mộc Tinh, có Quả Tú, có Thiên Binh. Như vậy thì trong giờ Dần nó là một cái giờ tốt đầu tiên này, nó có rất nhiều các tinh. Đó, thì tôi ghi vào đây nhá. Là giờ Bính Dần là 3 đến 5 giờ sáng này. Đây là giờ tốt đầu tiên. Tiếp theo chúng ta sẽ đến giờ Mão. Giờ Mão thì nó sẽ là giờ Đinh Mão. Giờ Đinh Mão thì có Nhật Hợp, có Câu Trần. Đó. Nó có Kế Đô, có Thiên Xá, có Đế Vượng, có Lục Hợp. Nhưng mà gì? Mão Tuất Lục Hợp. Cái giờ này nhá, nó cũng được đánh giá là một giờ tốt, đúng không ạ? Giờ tốt, giờ là có nó có Nhật Hợp này, đấy, tức là được Lục Hợp đấy. Đấy, và có Đế Vượng. Đấy, có thì mặc dù nó có Câu Trần nhưng mà gì đây cũng là một cái giờ tốt để quý vị thắp hương nhá, nó là từ 5 đến 7 giờ, nó là giờ tốt thứ hai này. Tiếp theo chúng ta xét giờ tốt thứ ba là giờ Mậu Thìn. Giờ Mậu Thìn thì nó có Thanh Long, đúng không? Thanh Long là Thanh Long Hoàng Đạo đấy, nó giờ Thanh Long Hoàng Đạo nhưng nó lại vướng vào cái cục diện là Thìn Tuất tương xung, mà trong cái ngày tốt ấy, thì chúng ta không nên thắp hương vào giờ Thìn đó. Nó có bên cạnh đó là nó có gì, có Thời Phá, có Lục Mậu, có Thổ Tinh, có Lôi Binh. Như vậy là cái giờ này là giờ xấu nhá, chúng ta không dùng. Tiếp đến chúng ta xét đến giờ Kỷ Tỵ. Giờ Kỷ Tỵ thì từ 9 giờ đến 11 giờ thì cái giờ này nó có Minh Đường Hoàng Đạo, nó cũng khá là tốt. Đó. Nó có gì có Quý Đăng Thiên Môn, có Tứ Đại Các Thời, có Ngũ Hợp, lại có Ngũ Quỷ La Hầu, La Thiên Đại Thoái đúng không ạ? Như vậy là gì? Cái giờ này cái cát tinh nó rất nhiều nên là đây cũng là một khung giờ tốt. Thì chúng ta có giờ tốt thứ ba là 9 đến 11 giờ. Tiếp theo chúng ta xét đến giờ Canh Ngọ. Giờ Canh Ngọ thì nó là một cái khung giờ được tam hợp đúng không ạ? Nhưng mà nó có Thiên Hình, có Ngũ Bất Ngộ. Đấy, nó lại có Ngũ Quỷ, đó, có Địa Binh,
mặc dù được tam hợp ấy, nhưng mà lại có tham lang, có kim tinh, nó rất là xấu nhá. Cái giờ ngọ thì quý vị cũng không nên tiến hành công việc thắp hương. Tiếp đến là chúng ta sẽ giờ tân mùi. Giờ tân mùi thì nó có thiên ất, có nhật hình, thiên ất nhật hình, và có gì, có hà khôi, có nhật mộ, nó có thiên ất quy nhân hữu bật, nhưng mà nó cũng là một không giờ xấu nhá. Có rất nhiều hung tinh chúng ta cũng không nên dùng. Đó. Quý vị dùng thì cũng tạm được thôi, nhưng mà tốt nhất là không nên dùng thì hơn. Tiếp đến chúng ta sẽ đến giờ 15 đến 17 giờ, đó là giờ nhâm thân. Thì trong giờ nhâm thân ấy, nó có kim quỹ, có tứ đại cát thời, có dịch mã tả phụ cô thần, tuần trung không vong, có triệt lộ không vong, hỏa tinh, thiên tặc. Đây là cũng là một khung giờ xấu nhá, chúng ta cũng không nên dùng. Tiếp đến chúng ta xét đến giờ quý dậu, tức là từ 17 giờ đến 19 giờ đúng không? 17 giờ đến 19 giờ thì nó là giờ quý dậu. Giờ quý dậu thì có các sao nhỉ, có thiên đức đúng không? Có thiên quan quý nhân, có đường phù, có thủy tinh, có thời hại, thiên cẩu họa thực, có tuần trung không vong. Tuần trung không vong. Vậy nên đây cũng là một cái giờ mà nó cũng được đánh giá là giờ trung bình ấy. Trung bình nhá. Trung bình thì không ghi vào đây nhé, nó cũng không xấu lắm. Nếu quý vị dùng thì vẫn được. Tiếp theo chúng ta xét đến cái giờ tiếp theo là giờ tuất đúng không ạ? Giờ tuất từ 19 đến 21 giờ thì nó có gì? Nó có bạch hổ hắc đạo ấy. Đấy. Nó lại có thái âm, có quốc ấn, có đường phủ, có thời kiến, vũ khúc, tỷ kiên. Như vậy cái thời gian này cũng là một khung giờ xấu nhé, vị không nên dùng. Tiếp theo là từ 21 đến 23 giờ thì nó là cái giờ ất hợi. Giờ ất hợi thì nó có gì? Có ngọc đường, đó. Có quý đăng thiên môn, có tứ đại cát thời, có trường sinh, có mộc tinh và có kiếp sát. Đấy, thì nói chung trong giờ hợi này cũng là một khung giờ tốt nhé, mà quý vị có thể tiến hành được. Nhưng mà thắp hương thì cái giờ này không nên. Đó. Như vậy là Tử Thông đã vừa sử dụng cái quyển sách Ngày Tốt Tuần Thư để tìm ra cho quý vị và các bạn những cái giờ tốt lành trong cái ngày mùng 1 tháng 12 âm lịch năm 2024 là ngày Giáp Tuất, 23 là ngày Giáp Tuất. Thì trong cái ngày Giáp Tuất, ngày mùng 1 âm lịch ấy, thì chúng ta sẽ có những cái khung giờ tốt để thắp hương sau đây. Cái 3 đến 5 giờ thì nó là quá sớm rồi, nếu mà thì quý vị cũng không nên chọn nhé. Không nên chọn. Và chúng ta sẽ có 2 giờ cực kỳ hoàng đạo để chúng ta tiến hành công việc thắp hương. Đó là gì? 5 đến 7 giờ sáng là giờ đầu tiên. Và giờ thứ hai là 9 đến 11 giờ trưa là giờ Tỵ. Cái giờ này là giờ gì? Cái giờ 5 đến 7 giờ là giờ Đinh Mão này, và giờ 9 đến 11 giờ là giờ Kỷ Tỵ. Thì đó là những khung giờ tốt nhất quý vị thắp hương sẽ dễ cầu mong được cái may mắn, cầu mong được cái tài lộc cho mình. Đó. Thì bên cạnh đó thì nếu mà những cái vào cái giờ Mão nhá, giờ Mão 5 đến 7 giờ sáng thì những người tuổi Dậu thì không nên thắp hương vào giờ này, mà chúng ta có thể chọn đến giờ Tỵ thì được Tỵ Dậu chiếu tam hợp sẽ đẹp hơn. Còn những người tuổi Hợi ấy thì không nên chọn cái giờ thắp hương là 9-11 giờ, mà quý vị nên chọn là gì, 5-7 giờ sáng. Còn hầu hết các tuổi khác thì cũng đều chọn được cái hai cái khung giờ này đấy, thì chỉ có tuổi Hợi và tuổi Dậu lưu ý thôi. Đó, Dậu và Hợi lưu ý để được cầu mong được cái tài lộc may mắn cho mình. Thưa quý vị, như vậy là gì, Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về hai khung giờ cực tốt để chúng ta tiến hành công việc thắp hương trong cái ngày mùng 1 tháng 12 âm lịch, cái ngày mùng 1 cuối năm đúng không ạ, ngày mùng 1 cuối cùng của năm. Đó. Và một số người vẫn đặt ra câu hỏi là khi thắp hương thì nên nói gì, khấn gì và kiêng kỵ những điều gì. Đó. Thưa quý vị, nói chung là khi thắp hương ấy, thì trong cái bài trước của Tử Thông cũng có chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái bài văn khấn của từng tháng, từng ngày trong năm, cũng như là gì, cái văn khấn hàng ngày ấy, hoặc là cái văn khấn chúng ta tiến hành công việc bao sái, rửa bàn thờ, bắt bốc bát hương, vân vân thì cũng có hết. Thì quý vị có thể tham khảo thêm quyển sách là Văn Khấn Tuần Thư nhé. Đó. Và trong quá trình thực hiện cái công việc thờ cúng thắp hương ấy, thì tuyệt đối không được nói to, không được gây ồn ào ở cái nơi thờ cúng, hoặc là không được mặc cái quần áo mà nó phản cảm đấy, như áo sắp nách, áo hai dây, hoặc là trang phục thiếu vải. Bên cạnh đó, khi thắp hương thì quý vị cũng không thắp hương theo số chẵn, bởi theo phong thủy ấy, những con số này đều phạm phải những cái điều không hay, và gì cũng không dùng hương uống tàn hay là cong tàn, bởi vì đa số nó đều được xử lý qua hóa chất đó, khi đốt thì sinh ra nhiều cái khói độc. Hy vọng những cái thông tin trên đây mà Tử Thông chia sẻ cùng quý vị và các bạn sẽ giúp ích phần nào cho quý vị nắm bắt được cái thông tin là ngày rằm ngày mùng 1 thì chúng ta thắp hương thì thắp giờ nào cho tốt, đúng không ạ? Để quý vị gì? Có được những cái giờ tốt lành may mắn để tiến hành công việc cho được thuận lợi và hành thông. Tiếp theo Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị một vài cái lưu ý và một vài cái thắc mắc của những khán giả mà họ thường xuyên thắc mắc về câu hỏi này. Tử Thông thấy đây là một cái vấn đề mà cũng là khá là hay, nên Tử Thông cũng sẽ chia sẻ vào cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Cái thắc mắc thứ nhất của quý vị khán giả là trong những ngày thường ấy, thì chúng ta thắp hương vào những cái giờ nào thì tốt, đó. Thì quý vị cũng có thể là chọn ra những cái giờ hoàng đạo để thắp hương cho mình, đó. Nhưng mà một số người do đi làm hoặc là gì,
họ có bận công việc ấy, thì họ không thể chọn được cái ngày hoàng đạo, cái giờ hoàng đạo. Không lẽ hôm nào chọn giờ đợi 9 giờ thắp hương đi làm thì cũng không được, đúng không ạ? Vậy nên là gì? Nó cũng sẽ có những khung giờ thắp hương nó phù hợp với cái việc thắp hương hàng ngày. Thì quý vị có thể tham khảo thêm cái quyển sách là Ngày Tốt Toàn Thư nhé, để chọn ra cho mình những khung giờ tốt nhất, để giờ thắp hương tốt nhất. Bên cạnh đó thì nói chung ấy, cái việc thắp hương hàng ngày, một số người hỏi là có nên thắp hay không, thì thắp hương hàng ngày là một cái việc nên làm, quý vị ạ, nên làm. Cái việc thắp hương lên trên bàn thờ gia tiên hoặc là bàn thờ Phật là một cái việc làm mang cái ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Thế nhưng có cái việc là có nên thắp hương hàng ngày hay không lại là một cái điều mà không phải gia chủ nào cũng có được cái lời giải đáp phù hợp và đúng với cái tiêu chuẩn của riêng mình. Theo quan niệm trong cái việc thờ cúng hiện nay ấy, thì thắp hương hàng ngày trên bàn thờ gia tiên, trên bàn thờ tổ tiên, trên bàn thờ thần tài là cái việc quý vị nên làm. Tuy nhiên ấy, nếu mà gia chủ bận bịu và không thể duy trì cái thói quen này hàng ngày thì chỉ cần thắp hương vào cái ngày rằm, ngày mùng 1, và hãy theo dõi kênh Đạo Sĩ Tử Thông Official để được chia sẻ chi tiết về những cái giờ tốt thắp hương mang lại cát lợi may mắn nhất đến với mình đó. Quý vị chỉ cần thắp hương vào những ngày lễ Tết Dỗ Chạp với một chút là gì, hoa quả lễ mọn, dâng lễ ông bà tổ tiên, nếu mà không thời gian ấy thì cũng được đấy, cũng được tỏ ra cái lòng thành kính đó. Ngược lại còn nếu mà có điều kiện thời gian thì khuyên quý vị là nên thắp hương hàng ngày là tốt nhất, đặc biệt là với những ai mà đang kinh doanh buôn bán, đặc biệt những ai mà có ban thờ thần tài ấy, thì quý vị nên thắp hương hàng ngày, nên thắp hương hàng ngày. Và những ngày rằm, ngày mùng 1 thì chúng ta có vẻ là sắp lễ nhiều hơn thôi đấy, để cho gì công việc được thuận lợi đó. Cái việc thắp hương hàng ngày ấy, thì khi mà nén hương được thắp lên trên ban thờ sẽ làm cho cái không gian thờ cúng nó trở nên là ấm cúng hơn và lòng người cũng được nhẹ nhõm hơn, nó cảm thấy bình an hơn. Trong gia đình có bàn thờ ông thần tài thổ địa hoặc là bàn thờ táo quân, bàn thờ Phật thì nói chung ấy, dù là bàn thờ nào chăng nữa thì khi thắp hương ở bất cứ bàn thờ nào thì gia chủ cũng đều phải lưu ý về cái giờ tốt thắp hương và cầu khấn một cách thành tâm thì sẽ được gì may mắn và tài lộc. Bên cạnh đó, gia chủ cũng nên lưu ý thắp hương thì quý vị chỉ nên thắp một nén thôi, thắp một nén đấy. Bởi vì theo quan niệm thờ cúng của dân gian ấy, cái số nén hương được thắp lên là một trong những cái yếu tố mang nhiều cái ý nghĩa tâm linh khác nhau. Theo đó, thắp một nén hương là cái sự bày tỏ cái tấm lòng thành kính biết ơn đối với ông bà, với tổ tiên và các vị thần Phật. Đồng thời khi thắp hương ấy thì các bạn cũng phải thắp bằng hai tay để không thể hiện cái thái độ bất kính và vô lễ đó. Cái câu hỏi thứ hai là gì, chúng ta nên thắp hương vào giờ nào, thời gian nào trong ngày để với cái công việc là thắp hương hàng ngày nhé, thắp hương hàng ngày để được chuẩn phong thủy và hợp lý nhất. Thưa quý vị, nếu mà quý vị có ý định thắp hương hàng ngày thì chúng ta nên thắp vào buổi sáng sớm để khi đến công ty, khi đến văn phòng gặp bàn thờ thần tài, chúng ta cũng gì cầu xin một ngày được may mắn, bình an và có lộc lá, buôn may bán đắt đó. Nói chung ấy, cái việc thắp hương hàng ngày nó vốn là một cái tập tục đã xuất hiện tồn tại trong văn hóa tín ngưỡng của người Việt hàng ngàn năm nay. Vì vậy, mỗi khi nén hương được thắp lên cũng là lúc mà cái sợi dây tâm linh giữa hai thế giới âm dương được kết nối một cách sâu sắc nhất. Với những cái ý nghĩa thờ cúng tâm linh đặc biệt thì các gia chủ nên thắp hương chọn cái thời gian tốt nhất, đó là vào mỗi buổi sáng sớm và mỗi buổi chiều tối. Bởi cái việc khởi động một ngày mới bằng cái việc thắp một nén hương trên bàn thờ gia tiên hoặc là bát thờ thần tài thì gia chủ cũng sẽ cảm thấy ấm lòng hơn, nhẹ nhàng hơn và đầy sức sống hơn. Tương ứng với đó là thắp hương vào mỗi buổi chiều tối để kết thúc một ngày làm việc bận rộn cũng sẽ giúp cho tâm hồn của gia chủ được bình an, được may mắn, bớt đi cái lo âu, bớt đi cái căng thẳng và cảm thấy là tịnh tâm, an nhiên hơn đó. Theo đó, cái việc thắp hương hàng ngày là cái việc gia chủ nên làm và giữ cái thói quen này đấy, thì nó cũng là mang một cái ý nghĩa giá trị về tâm linh rất là lớn. Thời gian để thắp hương hàng ngày phụ thuộc hoàn toàn vào cái thời gian mà gia chủ có thể sắp xếp được. Tuy nhiên như Tử Thông đã chia sẻ trên ấy, thì quý vị nên thắp hương hàng ngày vào mỗi buổi sáng sớm. Khi đến công ty thì việc đầu tiên là chúng ta quét dọn nhà cửa, sau đó là gì, lau dọn bàn thờ nếu mà bẩn, đúng không ạ? Và chúng ta nên là gì, thắp hương để gì? Cầu mong cái sự may mắn trong cái chuyện là buôn may bán đắt, hoặc là gì, cầu mong có được nhiều cái điều tốt lành nhất đến với công việc của mình. Thưa quý vị, nói chung ấy, việc thắp hương là như vậy là tốt hàng ngày vào buổi sáng và buổi tối, nhưng mà vào cái buổi chiều tối thì quý vị không nên thắp hương quá muộn sau 19 giờ đấy, vì là nó sẽ gì khiến cho các sinh linh, các vong hồn đi lang thang nghe theo cái lời mời gọi của khói hương mà được quấy nhiễu phá phách gia chủ. Do vậy nếu mà quý vị thắp hương vào buổi tối thì gia chủ nên thắp càng sớm càng tốt. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những giờ tốt để chúng ta tiến hành công việc thắp hương trong cái ngày mùng 1 tháng 12 âm lịch, ngày Giáp Tuất. Và trong cái ngày mùng 1 tháng 12 âm lịch, chúng ta có hai cái giờ cực tốt để thắp hương. Đấy, nó sẽ giúp gia chủ làm ăn gặp nhiều may mắn và
cầu gì thì được nấy. Giờ tốt thứ nhất đó là giờ Đinh Mão là 5 đến 7 giờ sáng, đúng không? Và giờ thứ hai là giờ 9 đến 11 giờ, đó là giờ Kỷ Tỵ. Đó. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.